từ bi hoan hỷ đăng đàn để cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 229. Dạ sư, có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ sa thú lành thai. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ con xin được phép ngông câu kệ số 229 ạ. Yang che win yu pa sang san ti anu vi cha suwe suwe achita vut tin me tha win panya sina samahitang yang che win yu pa sang san ti anu vi cha suwe suwe achita vut tin me tha win Panyasina samahitang Yanche winyu pasang santi anuvicha suwe suwe Achidavut tin metawin panyasina samahitang. Sáng sáng thẩm xét kỹ bậc chí, bậc có chí tán thán, bậc chí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Sư xin, con xin một lần nữa đành lễ trẻ để tăng và sư xin nhìn mít này cho râm ạ. Xin kể câu kinh pháp cú số 229 ạ. Yang che vinyu pa sang sang ti anuvicca suve suve akkhida putti me tha vin panyasila samahitang. Yang che vinyu pa sang sang ti Anu vicca suve suve akcida putti me tha vin panyasila samahitang. Sáng sáng thẩm xét kỹ bậc trí có tán thán không, bậc trí không tỳ vết, đầy đủ giới định tuệ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yang che vinyu ba sang sang ti anuvicca suve suve accitta putti me tha vin panyasila samahitang. Hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có khen lu chê hoài, trí nhân thẩm xét hàng ngày khen bậc gia hạnh đủ đầy uy nghi. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Nhà con đã kể xong ạ. Và xin gửi mít lại cho cô tu nữ Tị Duyên ạ. Dạ sa thú lên thầy. Dạ cảm ơn thầy đạo. Nam mô Bụt Thaya. Thaya kính đảnh lễ Đức và chư tăng lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng tôn đức tăng kính đại quý Phật, kính đại
Dhammacharya. Vuthana có thể bài gì? Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn Vinh. Dành chê huynh nhu bát sang sàn tí anh nút quýt chát xu quê ác chi ác chi quýt tình mê thảo huynh bà nhà xì lá tâm mà hy tăng. Dành chê huynh nhu bát sang sàn tí anh nút quýt chát xu quê suê a chi đa vô tình mê tha huynh bệnh nhà si la sa ma hi tăng. Sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán, bậc trí không tỳ vết, đầy đủ giới định tuệ. Danh chê huynh nhu ba sang sinh tí anu vicha suwe achi da vu tinh mê tha huynh bệnh nhà si sa ma hi tăng. Hoàn toàn bị chúng chê dẹp, hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài, trí nhân thẩm xét. Trí nhân thẩm xét hằng ngày, khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị. Sa thú lành thai, cô tu nữ tệ duyên. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư tuệ Nhẫn, cô tu nữ tệ duyên, cô tu nữ Dhammacari. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 229. Dân chê huynh nhu bá sằng sanh tí á nú quýt chá xu quê ác chít đá vút tình mê tha vinh bành nhà xì lá xá mà hí tăng. Dành chê huynh nhu bá sằng sằng tí á nú quýt chá xu quê ác chít đá vút tình mê tha vinh bành nhà xì lá xá mà hí tăng. Dành chê huynh nhu bá sằng sằng tí á nú quýt chá xu quê ác chít đá vút tình mê tha vinh bành nhà xì lá sa mà hi tăng. Sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán, bậc trí không tỳ vết, đầy đủ giới định tuệ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Danh chê huynh nhu bá sằng sanh tí a nu vít chá su về su quê ác chí đa vú tình mê tha vinh bành nhà xì lá xa mà hí tăng. Hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài, trí nhân thẩm xét hằng ngày, khen bậc giác hạnh đủ đài uy nghi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời sư Sai Minh. Dạ, sa thú lành thay, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thầm Mời Giá, Nam Mô Phân Khai Giá.
Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn Cô Tu Nữ Thâm Nói Chari Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. An Minh kính chào quý anh chị em trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Rạng Đông, chị Kim Nhung, cô Tuệ Duyên. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 229. Dành chê Quỳnh Nhù Ba Sàng Sành Tí A Nú Quý Chá Su Quê Su Quê Ác Chít Đá Quýt Tình Mê Thà Vinh Bàn Nhà Si Lá Sa Mà Hi Tầng. Dành chê Quỳnh Nhù Ba Sàng Sành Tí A Nú Quý Chá Su Quê Su Quê Ác Chít Đá Quýt Tình Mê Thà Vinh Bàn Nhà Si Lá Sa Mà Hi Tầng. Dành chế huynh nhu bà sang sanh tí A nu vi cha su quê su quê An chít đa vua tình mê tha huynh Bạn nhà si la sa ma hi tăng. Sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dành chê quýnh nhu bà sàng sàng tì A nu vi cha su quê su quê A chít đa quân tình đề thơ quỳnh Bàn nhà si la sa ma hi tầng. Dành chê quýnh nhu bà sàng sàng tì A nu vi cha su quê su quê A chít đa quốc tình mê tha quyền bàn nhà si la sa ma hi tầng. Hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài. Trí nhân thẩm xét hằng ngày, khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em kính mời chị Kim Nhung tiếp theo ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn Thanh Thủy cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thâm Mát Chà Rí cùng các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 229. Dăng chê huynh nhu ba sằng sàn ti anu quý cha su quê ách chít đa vút tình mê tha huynh bành nhà si la sa ma hi tăng. Dăng chê huynh nhu ba sằng sàn ti anu quý cha su quê ách chít đa vút tình mê tha huynh bành nhà si la sa ma hi tăng. Dâng chê huynh nhu bà sang san ti a nu quy cha su quê a chi đa bu tình mê tha huynh bành nhà si la sa ma hi tăng. Sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán, trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dằng chê huynh nhu bà sang san ti a nu quy cha su quê a chín đa vu tình mê tha huynh bánh nha si la sa ma hi tăng. Hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài. Trí nhân thẩm xét hàng ngày, khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong. Dạ, con xin xuống mic. Cảm ơn huynh Quát Thân Á đã bút bài. Dạ, kính mời chị Sương Mai ạ. Dạ, cảm ơn chị Kim Nhung. Con Sương Mai, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Sa Giá. Con kính lễ chị Tôn Đức, con kính lễ chị quý bà, quý cô tu nữ và Sương Mai kính chào chị quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 229. Dăng chê
quyền nhu quá sẵn sàng tí anu quýt cha su huệ achit tha quýt tiền mê tha quyền bàn nhà si lá sẵn má hí tăng dành chệ quyền nhu quá sẵn sàng tí anu quýt cha su huệ achit tha quýt tiền mê tha quyền bàn nhà si lá quá sẵn má hí tăng dạng chế quyên nhu bà sang san thi anu vứt cha su quê a chi tha út tiền mê tha quý bản nhà si la sang ma hít tăng dạng chế quyên nhu bà sang san thi anu vứt cha su quê a chi tha út tiền mê tha quý bản nhà si la sằng ma hít tăng đã không có quá khứ sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán bậc trí không tì vết đầy đủ giới định tuệ bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu hoàn toàn bị chúng chê dèm hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài trí nhân thẩm xét hằng ngày khen bậc giác hạnh đầy đủ quy nghi và bản phổ thơ hòa thượng với đức à kính mời huynh Quách Thanh Á. Dạ kính mời huynh ạ. Dạ sa thu lần thầy kính cảm ơn xích sương mai nam mô phật tha giá nam mô tham ma giá nam mô sáng kha giá kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 229, nếu mà xích nhật truyền xích rãn đông xích kim nhung cho biết nghe rõ. Dàn chê vinh yu pa sang san ti, anu vik cha su ve, a chi da vit thinh me tha vinh, pan nha si la sa ma hi tăng. Dàn chê vinh yu pa sang san ti, anuvicca suve suve akci davutting metavin panya sila samahitang yance vinyo pa sang santi anuvicca suve suve akci davutting metavin panya sila samahitang sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán bậc trí không tì vết đầy đủ giới định tuệ bản dịch của ngài Minh Châu hoàn toàn bị chúng chê dèm hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài trí nhân thẩm xét hàng ngày khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi bản phổ thơ của ngài giới đức và nam mô Phật Ta gia con xin được xuống mic à mến mời Sít Cẩm Vân Sít Thanh Thủy nha thấy Sít trên hình post lên đó. Dạ nam mô Bụt Tha Giá nam mô Tham Ma Giá nam mô Sang Kha Giá con kính đảnh lễ Đức Phật con kính đảnh lễ giáo pháp con kính đảnh lễ Đức Tăng con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 229 danh chê huynh nhu phá sanh sanh tí á nú vít chá xu quê át chí át chít đá quốc tim mê tha quyền văn nhà si lá xá ma hí tăng sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán bậc trí không tì vết đầy đủ giới định tuệ bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu hoàn toàn bị chúng chê dèm hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài trí nhân thẩm xét hàng ngày khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi bạn phổ thơ của hòa thượng Dư Đức và cảm nhân đã ôn bài xong mới mời bàn tay cái sức nhiệt quỳnh.
Dạ, xà thủ, xà thủ. Kính cảm ơn, dạ, cảm ơn Thanh Thủy. Quên định Thanh Thủy lên kệ chót xong rồi thỉnh Pháp Sư luôn. À, không chịu, dạ thôi thì Như Quỳnh đành phải chịu phải không? Dạ. Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chi Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, xa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng với chúng con ôn bài Pháp Quốc Kinh số 229. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Viên, xích Trần Đạo, xích Rạng Đông, cầu Em Minh, xích Kim Nhung, Minh Quá Thanh Á, Cẩm Vân và chị Sương Mai đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới là câu Pháp Quốc Kinh số 230. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thanh Á. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hòa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vận ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lầm mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao cấp của kinh số 230. Dạ, xa thú lành thai. Nhục Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai kính tri ân xin Nhật Quỳnh. Dạ, xin hỏi quý vị nghe có rõ không, nghe có to không? À, nghe rõ nhưng mà hơi nhỏ ha, xin Nhật Quỳnh nói nhỏ xíu luôn. Dạ, chúng tôi sẽ chỉnh lên. Rồi, chắc ok rồi. Giờ chắc là quý vị nghe to rồi. Dạ, giờ là nghe tốt rồi ha quý vị ha. Dạ, ok. Dạ, kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh cùng quý vị. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh.
chúng tôi thấy có một cái nick của Thượng tọa Minh Hạnh. À, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức thiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hy vọng đó là hôm nay chúng tôi không có bị té nữa, hoặc là té ít thôi. Mấy tuần vừa qua té nhiều quá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 230. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Nết kham cham bu na da se wa. Nết kham cham bu na da se wa. Đoạn thứ 2: Còn nghe chúng đang check lại cái từ nết khâm. Chữ nết khâm này đó là bản ở trong bản miếng đó thì là nít khâm. Còn trong bản cổ của miến và bản Sri Lanka đó thì mới là nết khâm. Dạ đúng rồi, đúng rồi đó, xin thay mình nết khâm, nết khăn. Thì chữ nết khăn đó mới có nghĩa là đồng tiền vàng. Thành ra rum chúng ta học cái bản miếng đó, cho nên chúng ta xài chữ chữ nít khăn đó đi. Đoạn 1 chúng tôi đọc lại: nít khăn chăm bô na đá xê quá. Nít khăn chăm bô na đá xê quá. Đoạn 2: cô tăng nin đi tu ma ra tí. Cô tăng nin đi tu ma ra tí. Đoạn 3: Dewa pinang pasang santi. Dewa pinang pasang santi. Đoạn 4: Pramukna pipasang sito. Pramukna pipasang sito. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Ở trong đoạn đầu chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên nít khăn. Nít khăn có nghĩa là đồng tiền, cái đồng tiền vàng. Nít khăn có nghĩa là đồng tiền. Từ thứ hai, chăm bồ nó đắt xê quá. Chambo nó đã xê quá. Chambo nó đã xá. Cộng với lại ý quá, cái thành ra nó biến thành á ý, mà biến thành chữ ê. Thành ra có cái hình thức là ê quá. Chambo nó đã xá. Chambo nó đã xá. Chambo nó đã. Có nghĩa đó là vàng ròng. Vàng này lấy từ cái dòng sông Chăm Bô. Cho nên đó, người ta mới gọi là Chăm Bô Na Đá.
mà mình dịch gọn đó là vàng ròng. Nít khăn chăm bồ ná đá là đồng tiền bằng vàng ròng. Chữ ý quá sao đó là giống như hay là ví như. Và chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, cô đây là một nghi vấn từ, có nghĩa là ai hay là người nào. Tăng là nhân xưng đại từ, đại danh từ, ngôi thứ ba, số ít chia theo đối cách. Cho nên mình dịch đó là người là vị ấy hay là bậc ấy. Từ tiếp theo, Nindittumarahati, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Nindittung cộng với là arhati. Nindittung là nindati mà chia theo nguyên thể. Nguyên thể tức là động từ có tu. Alo, 1, 2, 3, quý vị còn nghe không? Có người nói hết nghe rồi. Ồ, như vậy là còn nghe mà. Dạ, còn nghe, còn nghe. Ninh đi tung là ninh đá tí mà chia theo nguyên thể, thành ra nó có cái hình thức là ninh đi tung. Thì chúng ta hiểu giống như trong động từ tiếng Anh đó là động từ có to. Thí dụ như to buy hay to want. Thì ninh đá tí đó là chê, ninh đi tung đó là để chê, là arhati đó là xứng đáng hay là dám. Vậy thì ninh đi Nindittumarahati mình dịch đó là dám chê. Nếu mà mình dịch xứng đáng chê đó thì nó không có hay, nó không có hợp với cái ngữ văn ở đây lắm, cho nên mình dịch là dám chê. Đoạn thứ ba, Devapi, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Dewa cộng với là pi hoặc là api. Dewa số nhiều dịch là chư thiên, pi hoặc là api đó có nghĩa là cũng. Chữ năng nó giống như là chữ tăng ở trên, thành ra chữ năng này dịch là người ấy, vị ấy, bậc ấy. Từ cuối cùng, pa sang san tí là pa sang sát tí, mà chia theo ngôi thứ ba số nhì, chia theo đê qua. Có sang sát tí có nghĩa là khen ngợi, tán dương, ca tụng. Rồi đến đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có gồm có hai từ. Từ đầu tiên, Pramuna Pi, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra. Pramuna cộng với là Pi hoặc là Api. Pramuna Pramuna dịch là Phạm Thiên. Rồi pi hoặc là api đây chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi. Và sang si tô đây là một quá khứ phân từ của động từ ba sang sát tí ở trên. Thì quá khứ phân từ này mình dịch đó là mình dịch theo thể thụ động, dịch là được khen ngợi, được ca tụng, được tán dương. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Cái câu kệ pháp cú số 230 này xin thưa quý vị, nó liên hệ với ba câu kệ ở trên. Thì thành ra dịch cho nó chuông đó. Thì mình phải lấy ý của cái câu kệ pháp cú số 29
À, mình dịch. Thì ở trên câu kệ Pháp Cú số 29 á, ở trên đó nói sáng sáng thẩm xét kỹ nè, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. À, thì người mà có đầy đủ giới định tuệ đó, thì cái sở hành của vị đó rất là trong sạch, rất là thanh tịnh. À, cho nên mình lấy cái ý này nè. À, sở hành của người có giới định tuệ, cái này mình có thể mở ngoặc đóng ngoặc. Sở hành của người có giới định tuệ, ví như đồng, rồi bắt đầu mình mới dịch qua cái câu kệ pháp 230 này đó. Nít khăn chăm bô nát đá xê quá, ví như đồng tiền vàng ròng, hay là đồng tiền bằng vàng ròng. Cô ai ninh đi tùm ra tí, dám chê tăng vì ấy. Đê hòa bí. Đến chư thiên, ta sang sàn tí cũng khen năng vì ấy. Prom mũ nà bí. Pramunapi Pasangsito, vị ấy cũng được phạm thiên an thán. Đó là chúng tôi dựa vô cái cấu trúc ở trong Bali đó để chúng tôi dịch văn xuôi cho quý vị nghe. Quý vị có thể đó là gọt giũa lại đảo vế gì gì đó thì nghe cho nó hay, thì cái đó tùy thuộc vào mỗi khả năng, cái tài của mỗi người. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 230. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được cái phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng con nghe thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời toàn thể quý vị hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma buddho phakkhava buddhang phakkhavantang avivadhemi svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppatippanno phakkhavato savakka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 230. Câu kệ này cùng với câu kệ trước nữa là câu kệ Pháp Cú số 229, 228 và 227 có cùng một duyên sự, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Ta Quán Á, đề cập đến ông cận sự nam tên là Atula. Atula Upasaka Vathu. Atula Upasaka tức là thiện nam tên là Atula.
mà mình đọc theo tiếng Việt đó, là Atula. Thiện nam Atula đó là cư ở thành Sawatthi. Ông này ông cầm đầu một nhóm 500 thiện nam khác. Và câu chuyện này bà con chư Phật tử chúng ta ở trong room nó đã nghe 3 lần rồi. Tức là nghe từ câu kệ pháp cú số 2, rồi nghe lại qua câu kệ pháp cú 208 nè, rồi đến 209 nè. 229 nè. Thì hôm nay đó là đến 230. Vì nếu mà hôm nay chúng tôi đọc lại một lần nữa thì thành ra quý vị sẽ nghe tới 4 lần. Cho nên đó là chúng tôi mới xin được tóm tắt cái câu chuyện này thôi. Thì cái ông thiện nam Atula này, ông hướng dẫn các bạn đạo của mình đi hỏi đạo. Thì có vị đó, đến vì người ta có cái sở hành là thiền. Thì bà con chư Phật tử chúng ta ai mà đi hành thiền đó thì mình cũng biết. Ở cái chỗ mà hành thiền đó thì người ta cần cái sự yên tĩnh. Giảm bớt đi nói các cái hoạt động. Mình cũng hiểu đó, những cái tiếng động đó là gai nhọn của sơ thiền mà, cho nên các cái trường thiền cần phải có cái sự yên. Do đó đó, những người mà chuyên đi theo thiền đó, thì người ta cũng ráng cố gắng tịnh tâm, ít nói. Cho nên cái nhóm này đến đầu tiên gặp vị thiền sư đó ít nói. Cái bắt đầu ra là nhóm này chê, nghĩ rằng tu hành này không có biết cái gì cả, không có cái gì, không nói được cái gì hết. Rồi đi đến vị khác, thì vị khác giảng giải Phật pháp chuyên sâu quá. Thì giảng giải Phật pháp chuyên sâu quá mình không hiểu được. Thì không có hiểu được thì cũng theo quý vị chê không? Chê luôn. Dạ, chê luôn. Bắt đầu ra đi đến vị khác nữa, thì vị khác thấy vậy bắt đầu mới giảng từ từ cho nghe. Nhưng mà giảng nhiều, giảng tràn lan đại hải, giảng nhiều chủ đề. Thì bắt đầu đó là cũng chê luôn, cho rằng đó là nói nhiều. Như vậy thì là đối với cái người mà không có nói gì á, thì cái nhóm này cũng chê đó. Còn cái người mà nói những cái gì thâm thúy chuyên sâu ngắn gọn đó, thì cũng chê. Rồi đến cái người mà nói quảng diễn, giảng diễn rộng rãi ra nhiều chủ đề khác nhau đó, thì cũng chê luôn. Cũng chê luôn. Bắt đầu đó mới đến gặp Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật nghe mới nói đó là: này Atula, từ xưa đến giờ đó, con người vẫn có cái thói quen chê bai đủ thứ vậy đó. Ai không có nói gì, không có làm gì mình cũng chê. Ai nói gì ít, làm gì ít mình cũng chê. Ai nói gì nhiều, làm gì nhiều mình cũng chê. Không một ai đó là không có bị chê hoặc là được khen ngợi cả. Dầu là vua chúa quan quyền đến bậc chí tôn đó, là chánh đẳng chánh giác, cho đến thấp xuống là những người mà cùng đinh đó. Cùng đinh đó, cũng đều giống vậy cả. Nhưng mà các bậc hiền trí đó, các bậc hiền trí, các cái hàng thức giả đó, thì chê khen đó đúng người, đúng việc, đúng tội đó, đúng lúc, đúng chỗ. Thì sau khi ngài dạy vậy xong, bây giờ ngài mới thuyết lên một loạt 4 câu kệ. Và hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 230. Đức Phật ngài thuyết: Nít căng chăm bồ na đá xê quá cô tăng ninh đi tu ma ra hát tí đề hòa pi năng pa sang san tí
Pramuna Vipassang Sito. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Hạnh sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. À, đồng thời chúng tôi thấy Sít Ái Minh có đưa lên bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức, chúng tôi xin được đọc hầu quý vị luôn. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên phạm đế các loài cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương. Dạ, hết lời tán dương. À, như vậy thì qua duyên sự nè, rồi qua cái câu kệ này đó, thì chúng ta hiểu được cái gì ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. À, xin thưa quý vị, qua duyên sự và ý nghĩa các bản dịch, chúng ta thấy chúng cái câu kệ này như thế này. Trước hết đó là chúng ta hiểu khi mà mình bị khen, mình bị chê hoặc là mình được khen đó, một là do phúc pê cả ta hệ tụ, tức là do nhân quá khứ, do nhân đã tạo quá khứ, mình hiểu đó là do nghiệp quá khứ. Và thứ hai đó là do cái sở hành hành vi lối sống hiện tại của mình. Thì thành ra đó là mình bị chê hoặc là được khen là điều thứ nhất. Thứ hai đó là khi mà mình bị chê hoặc được khen, xin thưa quý vị, thì có hai trường hợp. Một là bị chê hoặc được khen đúng. Thứ hai là bị chê hoặc được khen sai. Dạ, sai. Thì khen đúng là như thế nào và chê khen đúng là như thế nào và chê khen sai là như thế nào? Trong trường hợp nào thì mình, bản thân của mình đi, xin thưa quý vị ha, mình chê khen một ai đó đó đúng, và trong trường hợp như thế nào thì mình chê khen một ai đó đó sai. Thì ai mới là người có thể chê khen đúng và ai là người chê khen sai? Thì ở trong duyên sự này đó, đoạn cuối kết thúc đó, Đức Thế Tôn ngày giải cho mình biết đó: nhưng các bậc hiền trí hàng thức giả. Thì các bậc hiền trí hàng thức giả ở đây đó, mình hiểu đó là xem với bậc chân nhân, là xem bậc chân nhân, tức là xem hay là ngang hàng hay là bằng hàng hay là giống bậc thánh. Thì lúc đó đó, chê ra chê, khen ra khen. Thì chê ra chê, khen ra khen, tức là khen chê đó đó đúng người đúng việc, đúng lúc đúng chỗ. Đó thì cái khen cái chê đó đó mới là cái khen cái chê đúng. Như vậy cái khen cái chê đúng đó đó là phải dựa trên cơ sở của gì, xin thưa gì? Pháp. Mình có ba chuẩn mực căn cứ vô để mà mình đánh giá, mình bình phẩm. Một là căn cứ vào cái óc cái não bộ nhỏ bé của mình nè, đó để mà mình bình phẩm, mình đánh giá, mình hạn chế. Thứ hai nữa đó là mình căn cứ vào
thiên hạ. À, một nhóm bạn bè của mình chơi chung nhóm bạn bè có tư tưởng tri kiến vậy, mình cũng dựa theo họ, thấy họ khen họ chê cái mình cũng khen chê theo. Thiên hạ thấy vậy đó là đúng, cái mình cũng bắt chước cho rằng như vậy là đúng. Cái chuẩn mực thứ ba đó, cái cơ sở thứ ba để mà mình căn cứ vào mình bình phẩm bình luận khen chê đó là căn cứ dựa trên các cái chuẩn mực, dựa trên cơ sở chân lý. Mà nói theo đạo Phật đó là y cứ vào đạo pháp, y cứ vào lời dạy của Đức Phật để mà mình khen mình chế. À, thì nếu mà y cứ vào pháp rồi mình khen mình chê đó thì cái khen cái chê đó nó mới đúng. Còn mình y cứ vô cái não bộ nhỏ bé của mình, cái tôi cái ta to đùng hơn cả cái bánh xe bò của mình á, mà mình khen mình chê đó, thì mình khen mình chê cái kiểu đó là giống như kiểu mình cho rằng cái miệng này là của tôi nên tôi muốn nói gì tôi nói. Cho nên đó là khen chê một cách vô tội vạ. Rồi căn cứ vô nhóm người, vô thiên hạ đó, mình chơi chung nhóm vậy, nhóm đó có cái tư tưởng dạy đó, thích ai thì khen hết lời luôn, mà ghét ai cũng chê hết lời luôn. Cái bắt đầu mình gia nhập vô nhóm đó, thấy nhóm đó làm vậy cái mình cũng làm theo. Thì xin thưa quý vị đó, dựa trên cơ sở cái não bộ của mình, dựa trên cơ sở một nhóm người vậy đó mà khen chê bình phẩm đánh giá đó, thì cái khen chê bình phẩm đánh giá không khách quan. Mà nếu không khách quan tức có nghĩa là sai, là không có đúng. Dạ, sai là không có đúng. Mà nếu đã sai là không có đúng rồi thì dù cho nè người ta có tốt như thế nào đi nữa đó cũng vẫn cứ bị chê như thường. Người ta có xấu cỡ nào đi nữa đó cũng cứ vẫn được khen như thường. Quý vị có đồng ý với chúng tôi vậy không ạ? Nếu không chúng tôi mới ví dụ. Ở đây bà con chư Phật tử chúng ta chắc ai cũng đã có chồng có vợ hết rồi. Có chồng có vợ có con. Thì thành ra đó là có khi vì lý do này vì lý do kia đó con của mình không thực sự tốt lắm, nhưng mà mình cũng cứ đưa nó lên trên trời trước bạn bè bàng quan thiên hạ, anh chị em và chòm xóm gì gì đó. Con xin thú gì có chứ. Con tôi nó học giỏi, nó có hiếu thảo lắm, nó sống rất là tốt, nó biết bố thí, nó cũng biết giữ giới, vân vân. Nhưng mà kỳ thật ra đó thì con mình nó có vậy hay không, xin thưa quý vị có hay không đó phải xét lại. Bắt đầu nè ha, con hàng xóm hay con của người khác học giỏi thiệt, có lễ phép thiệt, giỏi hơn con mình, lễ phép hơn con mình, bắt đầu là lý do cái lòng ích kỷ nữa. Do lòng ích kỷ thì thành ra là mình không có công nhận, không có công nhận cái hay cái giỏi đó. Thì khi mà không công nhận cái hay cái giỏi đó thì lập tức cái hay cái giỏi đó sẽ bị đè xuống. Cho nên đó là chê. Bà con suy gẫm thấy trong đời sống đó mình có thừa bị vậy không? Người xưa mình họ nói đó là khi mà thương kính ấy, xin thưa quý vị, thì trái ấu nó cũng tròn đúng không ạ? Khi mà mình ghét đó, mình không thích đó, thì cái trái bò hòn đó, trái bò hòn nó tròn quay mà nó cũng thành méo.
À, mình mà thương, mình kính một cái vị sư nào đó, à, thì dù cho cái vị sư đó có chửi te tua tơi tả, mình cũng vẫn cứ theo, mình cũng vẫn cứ kính, mình cũng vẫn cứ thương. À, mà mình đã có cái tư tưởng không thích, không thương một vị sư nào đó rồi, thì vị sư đó dù cho có nói rạch rồi chân lý tận cùng luôn, à, mổ xẻ cho mình thấy thấu đáo thì cũng không có thương được. À, cũng không có công nhận được, cũng không có khen ngợi, cũng không có tán dương được. Tại sao vậy? Tại sao xin thưa quý vị? Là nó liên quan đến cái thương cái ghét của mình đó. Là nó liên quan đến cái ganh tị, cái pháp ganh tị ở trong mình nè, gấp bủn xỉn ở trong mình nè, cho nên dẫn đến đó mới có cái bình phẩm đánh giá sai vậy. À, đó là cội nguồn đó. Nhưng còn cái nhân hơi gần tí đó là vì do cái biết của mình nó ít quá. Chính vì cái biết của mình nó ít quá cho nên mình thiếu đi cái chứng cái cứ để căn cứ vào chứng cứ đó mà bình phẩm. À, một bình phẩm, một nhận xét là một đánh giá là một chứng minh, một khen là một chê, vân vân và vân vân, mà nó thiếu đi, nó ít cái dữ liệu quá đó. Thì thử hỏi bà con chúng ta chứ cái bình phẩm nhận xét đánh giá khen chê đó nó có khách quan không? Khó. À, đây là cái nhân hơi gần tí đó. À, do vậy đó, khi mà chúng ta hiểu ra, chúng ta thấy ra vậy đó thì một, à, là mình phải tăng cường lên cái việc học hỏi. À, muốn biết đó thì là phải hỏi, mà muốn giỏi thì phải học. À, mình phải học nhiều vô vậy đó. Thì lúc đó, đó mình mới có nhiều chứng, có nhiều cứ để mỗi khi mình bình phẩm, mỗi khi mình phán xét, mỗi khi mình đánh giá, mỗi khi mình khen, mỗi khi mình chê đó, mình có cái chỗ để mình y cứ, mình dựa vào tại sao mình khen, tại sao mình chê, tại sao mình bình phẩm như thế này. Mà mình không có khen, mình không có chê, mình không có đánh giá, mình không có bình phẩm như thế kia. Đó là bởi vì những cái dữ liệu, dữ kiện, à, dữ cứ mình có đó, nó nhiều đó thôi. Rồi nữa nè, mình cũng phải tập từ từ. Từ từ để mình bỏ bớt đi cái thương và ghét, tức là bỏ bớt đi cái sự bủn xỉn của mình, à, bỏ bớt đi cái tính ganh ghét, à, ganh ghét cho rằng đó người này vật này là của mình, à, người kia vật kia không phải là của mình. À, thì cái gì mà là của mình thì mình đều thương, điều mến chỗ đó, đó là mà mình khen ngợi, mình tán giá tháng ca tụng hết lời. Còn những cái gì mà không hợp gu, không liên hệ, phải là của mình thì lúc đó đó là mình cũng chê, à, chê thậm tệ luôn, chê hết lời luôn. Thì nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta có học vi diệu pháp nè, à, hoặc là có thực hành thiền quán đó, à, thì lúc đó đó mình ngẫm, mình thấy nè, khi mà mình khen, mình ca tụng, mình tán thán, à, mà không có cái chỗ dựa, không có cái chỗ dựa đấy xin thưa quý vị, có chỗ dựa mà không có vững chắc đó, thì cái khen, cái ca ngợi, cái tán thán đó, đó là do tâm tham nó làm việc. Vì nếu mà mình tu thiền quán,
thì mình sẽ nhận diện ra được. Đó là tâm tham nó đang sanh. Còn nếu mà mình học với dự pháp đó, thì mình biết được khi đó, đó là sự hiện bày của tâm tham. Mà tâm tham nó đang hiện bày thì tất yếu là vì nghiệp tham đang tạo ra. Thì nghiệp tham đó tùy đối tượng để cho quả khổ tương ứng. Tham nói, hoặc là tham ăn, hoặc là tham nhìn, hoặc là tham nghe, vân vân. Còn khi mà mình chê một cách vô tội vạ vậy đó, chê không tiếc lời luôn đó, chê mà đối phương hay đối tượng đó tối tăm mặt mày luôn đó, thì khi đó nếu mà mình có tu tập thiền quán đó, thì mình biết đó là tâm sân đang sanh. Dạ, tâm sân đang sanh. Còn có học với dự pháp thì mình biết được đó, chê sai vậy đó là sự hiện bày của sân tâm quý hoại đối tượng. Thì khi nào mà sân tâm nó đang sanh lên vậy thì tất yếu là nghiệp sân đang được tạo ra. Để tùy thuộc vào đối tượng để nghiệp sân đó có cho quả tương ứng. Để thử hỏi bà con chứ nghiệp tham sanh vậy đó, nghiệp tham được tạo ra vậy. Xin lỗi, tâm tham đang sanh thì nghiệp tham đang được tạo ra. Tâm sân đang sanh thì nghiệp sân đang được tạo ra. Hai loại nghiệp này tốt hay là xấu? Nếu xấu thì có cần thiết phải duy trì phát triển nó không? Hay là tìm mọi cách để từ bỏ nó đi? Từ bỏ, mình phải từ bỏ đi chứ. Thì đó là xét trên cái phương diện mình đấy, xin thú vị ha, liên hệ đến khen chê đúng và khen chê sai đó. Rồi giờ chúng ta mới xét qua cái yếu tố là đối tượng. Đối tượng được khen bị chê đúng và đối tượng được khen bị chê sai. Thì đối tượng mà được khen bị chê sai đó, thì là do người đánh giá bình phẩm thiếu cơ sở dữ liệu dẫn đến là khen chê sai. Dạ, khen chê sai. Như vậy thì ai là đối tượng được khen hoặc bị chê đúng? Khi mà mình bà con chúng ta mà có con đó, xin thú vị, mình dạy nó nghe lời đó, cái lúc đó bản thân của mình hoặc là một ai đó trong gia đình hoặc là người thân rồi giờ đến đó, rồi thấy đứa bé ngoan hiền dễ thương vậy đó, còn họ khen nó, con của chị ngoan quá, con của chị hiền quá. Thì như vậy, ngay khi đó đó đứa bé đó được khen đó là khen đúng hay khen sai, xin thú vị? Khen đúng. Những người kia họ cũng khen đúng. Tại sao khen đúng? Là vì đứa bé đó nó ngoan thật, ngay thời điểm ngay lúc đó nó ngoan thật. Nhưng mà rồi là gì? Sau đó nó không ngoan nữa, nó không nghe lời nữa, nó ngỗ nghịch, nó không có học bài này chẳng hạn nữa, hoặc là nó không lo ăn nữa chẳng hạn nữa, thì lúc đó đó là người ta chê. Người khác chê, bản thân của mình chê, hoặc là anh em cô bác bạn bè gì chê, thì thử hỏi quý vị chê đó đúng hay là chê sai? Đúng chứ, chê đúng hay xin đúng vậy em? Bởi vì nó có những cái khuyết điểm,
Nhưng mà ở đây nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta đó ha, phân tích nữa đó thì nó khoan, mình khoan hả nói sai hay đúng là vì sao, vì mình còn phải căn cứ vô nữa đó, căn cứ vô ở thời điểm bị chê nè, cái chỗ bị chê nè, thời điểm được khen nè, cái chỗ được khen nè. Nó có đúng, nó có phù hợp hay không? Thì tại sao chúng tôi nói vậy? Là vì mình dựa vô cái câu dạy này của Đức Phật nè. Với nghiệp làm chánh thiện làm rồi, mình không có ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng đó thì mới hưởng được quả gì thôi. Cho nên mình nếu mà mình ngay khi đó mình khen nó, ngay khi đó mình chê nó. Nhưng mà rồi sau đó mình ngồi mình ngẫm nghĩ là đáng lẽ ra ngay chỗ đó đó là mình cũng nên, mặc dù mình khen thì là đúng đó, nhưng mà ngay cái chỗ đó là mình nên khen vậy. Hoặc là đáng lẽ mình chê vậy là đúng đó, nhưng mà ngay cái chỗ đó đông người vậy đó mình nên chê như vậy. Thì xin thưa quý vị đó, sau khi mà mình làm rồi mà mình khởi lên cái ray rắc vậy thì cũng có nghĩa rằng là cái khen cái chê đó cũng đúng. Dạ cũng đúng. Thì trong trường hợp này đó cũng là cái khen cái chê của phàm phu đó. Chứ còn mà của bậc thánh hả, của bậc chân nhân này, chọ khen chê đúng, không sai được. Tại sao khen chê đúng? Là bởi vì bậc thánh là người tối thiểu cũng thành tựu được giới. Thì với những người mà thành tựu được giới rồi thì mỗi mỗi việc làm, mỗi mỗi lời nói của người đó luôn nghĩ đến cái hậu quả, ý thức cái hậu quả về sau. Cho nên nói làm sao để sau này bản thân của mình không có bị rầy rứt, nói làm sao để đối phương, đối tượng đó đó không có bị thiệt hại hoặc là thiệt hại không quá nặng nề. Thiệt hại không quá nặng nề. Cho nên chỉ có bậc thánh đó, thì mới có được cái vô úy thí hoàn hảo. Chứ còn phàm phu đó, phàm phu mình cũng có cái vô úy thí, nhưng mà vô úy thí của mình đó, có khi có khuyết điểm. Có khi có khuyết điểm. Thì ở đây cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn mà giải gì? Câu kệ này đó, nó liên hệ đến cái câu kệ Pháp Cú số 229. Cái câu kệ Pháp Cú số 229 đó là người đầy đủ giới định tuệ. Thì với một người mà đầy đủ giới định tuệ thì thử hỏi bà con ha. Nãy giờ chúng tôi phân tích một loạt rồi, bây giờ mới thấy hỏi. Nhưng mà đầy đủ giới định tuệ đó thì người này nói có sai không? Làm có sai không? Người mà thành tựu giới thôi đó thì khi nói khi làm cũng đã có được một cái ý thức rõ ràng về hậu quả. Thì thành ra đó là mỗi mỗi việc người này làm, mỗi mỗi việc người này nói đã hướng đến sao nè, để cho bản thân của mình sau này không có ăn năn ray rất hối hận, đối phương đối tượng đó cũng không có bực bội tức tối khó chịu, khó chịu. Thì thành ra đó là việc làm lời nói của người đó, hay mình nói chung chung đó, là sở hành hành vi lối sống của người đó, đó có ý thức được kiểm soát. Và với một người mà có cái sở hành hành vi lối sống có ý thức được kiểm soát này, thì với bậc trí, với bậc chân nhân, hay là với người mà bình phẩm đánh giá kết luận khen chê đúng đắn đó,
thì có chê được cái người có sở hành hành vi lối sống lành mạnh đúng đắn vậy không, xin thưa quý vị? Mình hiểu lý nhân quả nghiệp báo, mình tin lý nhân quả nghiệp báo và sống theo vậy, mình hiểu lý tam tướng, tin lý tam tướng và sống theo vậy. À, thì thử hỏi bà con chư Phật tử ha, mình có cái sở hành hành vi lối sống dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo, dựa trên tam tướng vậy, thì bây giờ có một người khác họ cũng hiểu tin và sống theo lý nhân quả nghiệp báo tam tướng vậy, thì mình có thể không, làm sao chế được? Thế sở hành hành vi lối sống của người ta dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo vậy, sở hành vi lối sống của người ta dựa trên cơ sở của tam tướng vậy, nói cao hơn tí nữa đây, thì thêm bước nữa đó là sở hành vi lối sống của họ dựa trên đạo lộ hướng đoạn tận tham sân si, cho nó đầy đủ cả ba chi của chánh kiến. Thì một người có sở hành hành vi lối sống vậy, mình cũng có sở hành hành vi lối sống vậy, thì làm sao mình chế được? Tại sao mình chế được? Vì mình cũng là người yêu mến thích thú mà cung kính kính trọng tôn trọng cái thiện, à, cái hay cái đẹp, người kia cũng vậy, thì làm sao mà mình chê họ hoặc là họ chê ngược lại mình được? Chỉ có tôn trọng kính trọng thôi. Chỉ có tôn trọng kính trọng thôi. Thì thành ra đó là với một người mà có cái sở hành vi lối sống đầy đủ giới định tuệ này, thì trong cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngày dạy đó là giống như cái đồng tiền mà nó bằng vàng ròng vậy đó. Mình hiểu đồng tiền mà bằng vàng ròng là vàng ròng là vàng mà không có tạp tạp chất. Vậy thì cái sở hành hành vi lối sống của mình mà đầy đủ giới định tuệ thì đồng nghĩa với việc đó là sở hành hành vi lối sống của mình không còn khiếm khuyết, không còn khuyết điểm, không còn sai. Dạ, không còn sai. À thì cái sở hành vi lối sống kiểu vậy đó thì không ai có thể chê được. Ở đây mình hiểu không ai có thể chê được, thì ai ở đây người chê đúng khen đúng ha. Chứ còn mà chê sai khen ta thì thôi, thôi rồi, họ cũng, mình làm đúng cỡ nào họ cũng chê được như thường. À, mình làm sai cỡ nào đó họ thích họ cũng khen như thường. Cái trường hợp đó miễn bạn xin thú vị. À, thì nếu mà con người mình với nhau mình tôn trọng kính trọng nè, điều hay điều đẹp điều thiện vậy đó, thử hỏi bà con cho Phật tử chúng ta chư thiên với phạm thiên đó, họ có tôn trọng kính trọng vậy không? Để muốn biết họ có tôn trọng kính trọng tán tháng tán dương hay không thì mình phải hiểu chư thiên là ai, phạm thiên là ai. Chư thiên là những người tạo mười nhân phước. Tạo mười nhân phước có nghĩa đó là tự yêu mến thích thú mười nhân phước đó, người ta phải sống theo mười nhân phước đó. Sau khi thành thân ngoại mạng chung, cái quả của mười nhân phước đó đưa họ làm chư thiên, đó thành chư thiên. Thì chư thiên là người yêu mến thích thú với cái thiện. Nhưng mà yêu mến thích thú cái thiện đó, liên quan tới. Còn Phạm Thiên họ cũng yêu mến thích thú với cái thiện, nhưng mà yêu mến thích thú với cái thiện đó liên hệ đến ly dục, tức là chứng đắc được các cái tầng thiện. Phạm Thiên là những người chứng thiện thì mới trở thành Phạm Thiên. Như vậy thì từ cái chỗ này đó mình mới thấy là chư thiên hay là Phạm Thiên cũng là yêu mến thích thú sống theo điều thiện, sống theo cái thiện, thì họ mới trở thành là chư thiên hoặc là Phạm Thiên. Thì yêu mến thích thú vậy thì thành ra đó là họ phải tán thán, họ phải khen ngợi, họ phải ca tụng những người sống, những người làm thiện. Nên là có một cái câu chuyện nói rằng
một tháng đó, là chư thiên họ đi tuần du cõi người 2 lần. À, 15-30 hoặc là 14-29. À, 4 lần chứ. 4. 14-15, 29-30. Thì khi mà đi tuần du vậy là bây giờ thấy loài người đó mà biết bố thí, biết trì giới, biết tu tiến đó, thì họ rất là hoan hỷ. Tại sao hoan hỷ? Vì rằng hội chúng chư thiên sẽ được hưng thịnh. Còn khi mà họ đi tuần du vậy đó mà loài người đó là phá giới nè, là keo kiết bủn xịn nè, rồi là sống thụ hưởng, thì họ buồn. Tại sao buồn? Vì rằng khi đó hội chúng qua tu la sẽ được hưởng thịnh. Vậy có nghĩa qua cái câu chuyện đó có cho chúng ta thấy đó là chư thiên họ ủng hộ, họ hộ trì, họ thích thú, họ tán thán, họ tán dương. Cái đúng, cái đúng để mình hiểu được điều thiện. Thì phạm thiên cao cấp hơn chư thiên nữa, cho nên đó là họ sẽ thích thú vậy. Rồi phân tích ở một cái khía cạnh khác nữa là chư thiên ở đây mình hiểu là có ba. Có ba hạng chư thiên. Là chư thiên định danh, chư thiên quá sanh và thanh tịnh chư thiên. Thì thanh tịnh chư thiên ở đây đó là chỉ cho các bậc thánh mà mình hiểu thánh. Thì cũng phải là những người thực hành theo pháp thiện. Thì bắt đầu đó là mới thành tựu được các loại thiện cao 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 hơn. Thì khi thành tựu được các loại thiện cao hơn, đến một mức độ nào đó bỏ thiện luôn, bỏ ác rồi bỏ thiện luôn, thành tựu được quả vị thánh cao cao nhất. Vì để thành thánh đó là cũng phải thực hành các cái pháp thiện. Thì để thực hành được các pháp thiện thì buộc lòng đó là mình phải dạ nam mô tây gia kính bạch đại đức minh mẫn ở trong room không còn nghe. Dạ đại đức minh mẫn đã ra thoát ra khỏi thanh thoát rồi. Xin chào quý vị, chờ chút đại đức đã thoát ra khỏi thanh thoát rồi. Dạ thấy đại đức đang online trở lại, xin quý vị hoan hỷ chờ trong. Dạ, kính cung thiền đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ cầm mic trở lại ạ. Dạ, kính cung thiền đại đức. Dạ, kính truyền huynh Quách Thành ạ. Dạ, alo, 2-3 quý vị nghe lại được chưa? Cũng bây giờ. Thì lại cái chúng ta hiểu một tiếng hoàn thiện tam hành của mình, để tam hành của mình càng ngày đó càng trở nên tốt đẹp hơn, càng trở nên thiện hơn, thì lúc đó đó bậc trí sẽ tán thán, sẽ ca tụng, sẽ khen ngợi cái người hướng đến hoàn thiện tam hành như vậy. Chứ bậc trí nè, bậc thiện trí thức không thể nào chê được. Dạ, không thể nào chê được. Chư thiên phạm thiên xét theo góc độ này thì họ cũng là người thiện, họ cũng là người có trí. Cho nên chư thiên phạm thiên cũng sẽ khen ngợi, cũng sẽ tán thán, cũng sẽ tán dương đối với người hoàn thiện tam hành của mình. Và đặc biệt trong quá trình hoàn thiện tam hành đó mà những ai thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ, trở thành các bậc thánh, thì lúc đó sẽ được đại đa số chư thiên phạm thiên tán thán, ca ngợi, khen tụng.
Đó là cái phần tóm tắt lại ý nghĩa để tổng kết cho cái câu kệ Pháp Cú số 230 này. Thời giảng Pháp với đề tài câu kệ Pháp Cú số 230 đến đây cũng vừa thích hợp với thời gian. Phước báo phát sanh do sự giảng Pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh, xin được chia đều đến toàn thể quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Xin được chia đều phần phước này đến tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài, đồng nhau tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, sa thu lành thay, thay mặt đại chúng. Chàng rung con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Mẫn Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa duyên sự bài kinh Pháp Cú số 230 đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sở lợi ích sự an vui. Dạ, chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Mẫn, và con xin được cung thỉnh đại đức một lần nữa trở lại cầm mic để chúc phúc cho rung. Nam mô Phật Thầy Gia, tại vì đại đức Minh Hạnh đã không có trong rung rồi. Dạ, con cung thỉnh đại đức Minh Hạnh, Minh Mẫn ạ. Bhavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa bhutanu phavena sapa tammanu phavena sapa sankhanu phavena sapa nasodasothe phavantu te. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thu lần thầy, chúng ta chính đã triền, đại đức Minh Mẫn Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rung. Katana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cùng trời đao lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là, bậc trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phương được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thoa lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Và kính bạch chư đại đức.